Tử vi tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 trong năm 2022. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong thủy Lộc tài Cải vận, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến mọi người tử vi chi tiết của tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 trong năm 2022. Qua chương trình, mệnh chủ có thể hiểu rõ về sự nghiệp, tình duyên, gia đạo, sức khỏe, sao chiếu mệnh và nắm bắt được những điều tốt, xấu trong năm 2022 để từ đó có những sự chuẩn bị tốt nhất. Và bây giờ, hãy cùng chúng tôi theo dõi video để tìm hiểu về tử vi tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 và nhận những lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Mệnh chủ tuổi Đinh Hợi để có được một năm mới may mắn và bình an. Vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người nên làm lễ nghênh thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân. Như quý vị đã biết, thái tuế năm 2022 Nhâm Dần là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy luôn mang theo bên mình một lệnh phù kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên mệnh chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Sau đây, kênh Phong thủy Lộc tài Cải vận sẽ giới thiệu tổng quan vận mệnh của tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 trong năm 2022. Quý vị thân mến, nói về tử vi của các gia chủ Đinh Hợi sinh năm 1947 và năm Nhâm Dần 2022. Về địa chi, Hợi Dần nhị hợp có mối quan hệ tương hỗ nhau trong mọi lĩnh vực. Về thiên can của gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 trong năm 2022 Nhâm Dần, thiên can Đinh âm hỏa gặp Nhâm dương thủy là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong năm nay, những gia chủ tuổi Đinh Hợi cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Tháng may mắn năm 2022 của gia chủ tuổi Đinh Hợi là tháng 1 âm lịch. Xem tử vi năm 2022 Nhâm Dần cho tuổi Đinh Hợi, tuổi hợp là những người sinh năm 1963 Quý Mão, 1975 Ất Mão, 1987 Đinh Mão, 1967 Đinh Mùi, 1979 Kỷ Mùi và 1991 Tân Mùi. Trong năm 2022, nam mệnh Đinh Hợi sinh năm 1947 gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh. Đây là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Nhìn chung, dân gian quan niệm rằng để giảm bớt các vận hạn do sao Thái Bạch chiếu mạng thì cần phải cúng giải hạn sao Thái Bạch hàng tháng. Sao Thái Bạch kỵ nhất là vào tháng 2, tháng 5, tháng 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Còn với nữ mệnh năm nay gặp sao Thái Âm chiếu mệnh, đây là một cát tinh, hòa khí là phú và tài bạch, chủ cung điền trạch. Tiền tài của sao Thái Âm có được là do tích lũy dần, một đời tiền bạc ổn định. Sao Thái Âm thuộc thủy là tinh túy của nước. Sao Thái Âm rất tốt cho phụ nữ. Nam giới được sao Thái Âm chiếu mệnh sẽ được bạn bè là nữ giới giúp đỡ, đặc biệt là tiền bạc. Thế nên sao Thái Âm còn được gọi là tài tinh. Người có sao này được kiết tinh, làm ăn phát đạt, mọi chuyện hanh thông vào tháng 9. Quý vị thân mến, việc tìm lành tránh dữ là nhu cầu và nguyện vọng lớn lao của mỗi người. Trong nhu cầu ấy có cầu an và giải hạn là hết sức cần thiết, đặc biệt là nghi lễ dâng sao giải hạn hàng năm. Để đáp ứng nguyện vọng dâng sao giải hạn, thầy Gia Cát có tiến hành nghi lễ năm 2022 cho tất cả mọi người, đặc biệt là quý gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947. Để đăng ký tham gia nghi lễ dâng sao giải hạn, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ tư vấn của thầy Gia Cát. Đặc biệt trong thời gian này, thầy Gia Cát sẽ tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí. Mọi người hãy liên hệ ngay tới số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình để đặt lịch tư vấn hoàn toàn miễn phí về tử vi, phong thủy và các vấn đề trong cuộc sống mà gia chủ đang gặp phải. Bên cạnh đó, gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 trong năm 2022 Nhâm Dần sẽ cần cẩn trọng chú ý trong tháng Ất Tỵ, tháng 4 âm lịch từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 29 tháng 5 dương lịch.
Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ tuổi Kỷ Hợi. Vào những ngày này, bản mệnh cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá và những thị phi không đâu ập tới. Thời gian này, gia chủ tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào những ngày này có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, gia chủ tuổi Kỷ Hợi không nên tiến hành những công việc trọng đại, quan trọng trong thời gian này. Quý vị thân mến, tiếp theo chương trình, kênh Phong thủy Lộc tài Cải vận sẽ chia sẻ chi tiết vận trình mệnh chủ tuổi Đinh Hợi trong năm 2022 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, đặc trưng tính cách người tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947. Người tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 có mệnh ốc thượng thổ, đất nóc nhà, họ sống rất ngay thẳng, chân thật, rất ít khi vòng vèo, sâu xa hay giấu giếm. Đinh Hợi là người cương trực, thẳng thắn, không chịu luồn cúi trước ai. Chính tính cách này khiến bản mệnh gặp nhiều mâu thuẫn với mọi người, bị ghét bỏ, xa lánh. Tuy vậy, đôi khi họ lại tỏ ra mình là người ham của cải vật chất hay chỉ trích đánh giá người khác, ham bàn tán chuyện thị phi, dựa dẫm vào người khác, không giỏi xã giao. Vì vậy nên thời trẻ, bản mệnh nhiều phen rơi vào bế tắc, hỗn đốn. Những người tuổi Đinh Hợi khá bốc đồng nên dễ mắc sai lầm. Nếu có thể thận trọng, cân nhắc suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ có được thành công. Điểm cộng đối với bản mệnh là người rất tốt bụng, thích giúp đỡ người khác, trong công việc có trách nhiệm cao, luôn đưa ra những giải pháp tốt. Thứ hai là về tình cảm, gia đạo. Người tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 thường thể hiện tình cảm trực tiếp. Họ chẳng ngần ngại gì mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với đối phương. Nam mệnh thường đào hoa hơn nữ mệnh, đường tình duyên của con giáp này khá bình ổn, không phải trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm. Người này trọng chữ tín, sống phóng khoáng, có ơn tất báo, luôn giữ hòa khí với mọi người. Họ rất quan tâm chăm sóc tới bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ người khác. Là mẫu người ngay thẳng, chính trực, không hay lo chuyện bao đồng, đôi khi tỏ ra lạnh lùng. Bước sang năm Nhâm Dần 2022, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho tuổi Đinh Hợi. Những người tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 cần giao tiếp nhiều hơn với con cháu và lắng nghe ý kiến từ những người trong gia đình. Thỉnh thoảng trong cuộc sống của gia chủ có thể to tiếng với con của mình về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh và tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Gia chủ tuổi Đinh Hợi nên đem theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba là về sức khỏe. Tử vi năm Nhâm Dần 2022 thấy rằng sức khỏe có thể có chút khó khăn với người tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947. Đánh rằng ở tuổi này, sức khỏe của bản mệnh đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng là do bản mệnh chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với gia đình, con cháu. Quý gia chủ cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, nên chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Kênh Phong thủy Lộc tài Cải vận khuyên bản mệnh nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Bên cạnh đó, mọi người nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây là bảo vật của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn vật hanh thông, tốt lành. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ sức khỏe khi về già rất tốt cho gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947. Đặc biệt, vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là những gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời mọi người hãy cùng kênh Phong thủy Lộc tài Cải vận tìm hiểu rõ vận hạn của tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947. Nam mệnh tuổi Đinh Hợi năm nay gặp hạn toán tận. Đây là hạn chủ về tiền bạc, bản mệnh cẩn thận hao tài, ngộ chúng. Có một câu thơ diễn nghĩa về hạn này như sau. Toán tận vận đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Như vậy, hạn này rất kỵ với nam giới, bản mệnh thường xảy ra những tai nạn đột ngột, bất khả kháng, cũng rất khó đề phòng, ứng phó. Đây là một hạn lớn gây ra thiệt hại nặng nề về tiền bạc và tài sản, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gia chủ cần hết sức chú ý. Còn với nữ mệnh tuổi Đinh Hợi, năm nay sẽ gặp hạn Huỳnh Tuyền.
Khi nói về hạn này, người xưa đã đúc kết ra câu thơ Lục Bát: Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt đề phòng tay chân. Về sức khỏe, chủ sự khi gặp hạn này sẽ gặp chứng đau đầu, chóng mặt, mặt mũi sa sầm, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Về làm ăn kinh doanh, buôn bán bằng đường thủy, đường sông nước sẽ không gặp được thuận lợi, gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Theo kênh Phong thủy Lộc tài Cải vận thì tất cả các công việc liên quan đến đường thủy, đường sông nước, gia chủ đều không nên tham gia, dù ít hay nhiều cũng để lại hậu quả khôn lường. Về phương diện cuộc sống, bản mệnh không nên đứng ra làm chứng hay vay mượn cho ai cả, sẽ dễ mang họa vào thân, tiền mất tật mang. Trên đây, kênh Phong thủy Lộc tài Cải vận vừa chia sẻ với quý vị về vận trình tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947. Mệnh chủ trong năm nay nên sử dụng vòng Bát Bảo Tâm Kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe cho gia chủ, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên, địa, nhân, hợp nhất. Vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là mệnh chủ Đinh Hợi sinh năm 1947. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc thực hiện trong tháng hoặc tử vi các con giáp năm 2022, quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Đặc biệt, mọi người cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất và thông tin mới nhất của kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.